là yêu rồi các bạn ơi, các bạn nhìn đi. Cái bánh mì của nó ở ngay cái tay cầm nó được đính hộp rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn các bạn ơi. Và cái tiếp theo là mình xem tự nhiên có cái bóp này mình cũng không hiểu luôn á. Mình nhớ là mình đâu có đặt cái bóp này đâu ta. Mình thề luôn, mình không có đặt luôn. Tự nhiên có cái bóp không nghĩa mấy bạn. Hi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cái series tôi đập hộp, có tổng cộng là hai thùng hàng. Thì hôm nay để coi là mình sẽ đập hộp những cái món gì ha. Đầu tiên của anh Thư, má hồng Kylie Jenner. Ai mà thích makeup mà cũng biết hot girl Kylie Jenner đúng không? Một cái hot girl rất là trẻ, có chồng có con và đã sở hữu cho mình một cái thương hiệu mỹ phẩm cũng được rất là nhiều bạn ưa thích. Đây là ba cái hộp má hồng mà của Kylie Jenner mà mình mua được. Và mình mua tất cả là ba màu của chị này. Để mình mở ra xem bên trong nó như thế nào nha. Cái hộp màu hồng bằng nhựa rất là đáng yêu. Và cái chữ Kylie này kiểu như là nó có cái gương nó phản ra ngoài vậy đó. Cái hãng này nó ra cũng đã rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình mới mua thử. Các bạn nhìn nè, cái bên trái ngoài cùng của anh Thư là màu rosy ha, nó giống như là hồng pha đỏ vậy đó. Còn cái màu ở giữa là màu kitten baby, là màu cam da. Và cái màu ngoài đây là Daddy on the Block, là một cái màu hồng baby rất là đáng yêu. Cái màu này anh Linh chắc xinh lắm đây nè. Ok, và cái gói hàng tiếp theo ở trong đây, anh Thư hình như nếu mà nhớ không lầm có thể đây cũng là má hồng. Đúng là má hồng luôn các bạn ơi. Và đây là má hồng của Anastasia. Ở cái lần trước á, mình có khui một cái hộp Anastasia màu Beachy Love á, cái màu cam đào, và mình xài mình cảm thấy rất là thích. Nó lên màu rất là đẹp, cho nên hôm nay mình đã tậu thêm hai cái màu còn lại của nó luôn. Cái hộp đầu tiên mà mình mua đó chính là màu Pink Passion. Nó chuyên về các tông màu hồng luôn. Cái này giống như là hồng cánh sen ha. Ở giữa là hồng baby và ở ngoài giống như là hồng cam á các bạn. Mà trộn màu lại và lên má mình thì trời ơi, kiểu nhìn nó baby, nó xinh lắm luôn các bạn. Một màu còn lại nữa, cái màu này rất là teen luôn, là màu Cocktail Party. Cho các bạn xem nếu như các bạn có muốn mua hàng. À, và mình cũng có để link ở bên dưới, nếu như mà các bạn thích thì các bạn cứ click vào mua. Thì cái link đó là cái link của cái shop mà mình mua ở trên mạng luôn á các bạn. Thì đây là cái màu Cocktail Party. Thì nó sẽ có một cái màu nâu nữa. Và anh Thư thấy anh Thư có thể tận dụng cái màu nâu này để mà làm khối. Và hai màu bên đây là một cái màu hồng baby đậm á. Còn cái màu ở giữa này là giống như là màu san hô vậy đó. Kiểu rất là ẩn, nó ẩn cam, nhìn nó hơi neon một chút. Để rất là hay, rất là đẹp luôn. Ok, và tiếp theo của chúng ta, à đây cũng là cái gói hàng cuối cùng ở trong cái thùng to to này luôn. Ủa chưa, còn một cái thứ trong đây nữa. Rồi, và lại tặng cho anh Thư thêm sample nữa các bạn. Tặng cho anh Thư luôn cái sample của Laura Mercier luôn. Trời ơi, tặng kem nền để xài thử cho tôi tốn tiền nữa hay sao ta. Chính thức là hết và chỉ còn có mỗi cái thùng thôi ha. Và anh Thư sẽ mở thử cái này ra xem là trong đây nó có cái gì nha các bạn. Hai cây cọ xịn. Cái lần trước anh Thư mua cái cọ mắt của Sigma, nếu mà các bạn có xem cái phần tôi đập hộp đập một đống các loại cọ thì các bạn có thể nhớ được là anh Thư có mua một cái cọ mắt Sigma. Và các bạn ơi, cái cọ mắt đó xài rất là ngon, rất là êm luôn. Cho nên đó là lý do vì sao hôm nay anh Thư đã chọn thêm hai cây cọ Sigma này. Đây là hai cây cọ nền, một cây để mà tán kem nền và một cây để mà tán cái phần kem che khuyết điểm. Mở ra rất là dễ dàng. À, đây là cái cọ Sigma mã F80 Flat Kabuki. Cái cây này thì anh Thư mua tầm giá là 600 một cây. Trời ơi, theo anh Thư cảm nhận thì cái sợi lông của nó rất là mềm nha các bạn. Và so nó với Itch Brushed thì như thế. Ví dụ như Itch Brushed nó mềm rồi thì nó sẽ mềm hơn cái hiệu Itch thêm một chút xíu nữa. Nó không châm chích gì hết luôn. Rất là ok luôn các bạn ơi. Đúng không? Thích quá. Và cái cây này là cây 40DHD Kabuki. Đó, cái mã cọ của nó nha. Và các bạn có thể nhìn nè, cái cán cọ cũng rất là to và chắc chắn luôn. Cầm rất là vừa tay. Cái đặc biệt của nó là nó được vát bốn mặt luôn. Và có một cái chóp ở trên cùng. Và nó sẽ rất là tiện cho mình trong cái việc là mình tán kem nền. Các bạn nhìn, nguyên một cái nhọn nhọn này là mình áp vô ngay cái hốc mắt của mình như thế này là mình tán rất là dễ rồi. Đó, khi mà tán là anh Thư dặm như thế này. Mà nếu mình không thích cái thường này thì mình đổi qua cái chiều này. Cái chiều này thì nó có vẻ cái diện tích nó nhỏ hơn so với cái chiều kia. Và mình có thể tán lên ở trên mấy cái vùng bầu mắt của mình. Và mình đi hết những mấy cái đường mũi ha. Vô mấy cái khóe rất là dễ luôn. Hay quá, cái cây này tán che khuyết điểm quá tiện luôn. Không, châm chích nhẹ xíu.
nhẹ xíu. Nếu mà chỉa thẳng cái đầu này vô thì cảm thấy hơi nhẹ nhẹ xíu thôi, chứ không có nhiều. Ok, còn cái cuối cùng này không nhớ là cái gì mà nó lại cuốn trong một cái giấy bạc trịnh trọng, như cuốn giấy bạc luôn á ông ơi, làm như là hả, sợ nó không còn nóng hay lạnh hay gì. Đây là cây son Fenty Beauty và cái cây này chỉ có 300.000 thôi. Nó là màu Pumpkin Rose và theo khai báo của shop thì nó đã bị quẹt, cho nên là giá sẽ đao xuống còn 300, còn mà cây còn nguyên là tầm 400-450. Thì bây giờ không biết bị quẹt là quẹt như thế nào. Anh Thư thấy quẹt chắc cũng sao, cho nên là anh Thư đã mua luôn. Để coi quẹt như thế nào. À trời ơi, tưởng bị sai cái gì. Nó chỉ là quẹt theo kiểu là người ta thử son ra tay như thế này nè mấy bạn. Cái đường đúng rồi, cái đường bị mờ mờ đi nè. Không sao, cái vấn đề này chẳng có sao cả. Đao giá xuống 100 là quá ok rồi. Đó, cái màu cam này rất là đẹp các bạn thấy không? Màu cam bí ngô. Mình sẽ chẹt bớt cái phần son hiện tại mình đang có trên môi ha. Và mình sẽ test lên môi mình luôn. Đúng kiểu bí ngô luôn á. Các bạn có ăn bí ngô bao giờ không? Cắt ra bên trong nó có cái màu cam cam vàng vàng giống này. Mình thì mình thích đánh lòng môi á. Còn cái giờ đi tiệc á mới đánh nguyên full môi thôi. Thường mỗi ngày mà đánh full môi nhìn nó già lắm. Đúng là cái chất son của Fenty Beauty thì mình không có thích lắm, nó không có mượt lắm. Dù sao thì mình vẫn trung thành với cái son Sunny Face hơn. Bởi vì nó lên nó mềm mà nó mượt môi, mà nhìn môi nó bọng ra nhìn nó đẹp lắm. Còn cái này thì nó không có được mướt á. Nó hơi khô và nó hơi hằn lên mấy cái vân môi của mình. Anh Thư rất là thích cái màu này, tại vì nói chung là đó giờ anh Thư chưa có một cái son nào mà có cái màu này cả. Các bạn thấy không? Nhìn vẫn rất đẹp và tươi trẻ. Đây, đây là cái món đáng giá nhất ở trong cái hàng này. Kem nền của Hourglass. Các bạn có nhớ cái bộ cọ lần trước mà anh Thư đã mở hộp ở trong cái phần tour tập hợp một đống cọ đó? Thì anh Thư có khui ra một cái bộ cọ 7 triệu. À, thì đây, đây là cái kem nền của cái bộ cọ đó. À, kem nền Hourglass. Các bạn có thấy là cái thiết kế của nó lẫn cái màu vỏ của cái kem nền này nó cũng rất là giống với cái thân cầm của cái cây cọ luôn. Anh Thư mới mở ra là anh Thư đã làm xước. Cái chung là kem nền này anh Thư chưa có thử, nhưng mà anh Thư thấy là các bạn YouTuber ở nước ngoài review rất là tốt về cái em kem nền này. Và mình cũng có cả cái phấn phủ dạng bột của cái bạn Hourglass này nữa. Mình sẽ kết hợp nó trong một cái video sau xem nó như thế nào. Ok, và cái thùng hàng thứ hai của mình. Nói chung là bữa giờ hai cái thùng hàng này ấy, nó tới với hai cái thời điểm khác nhau. Nhưng mà mình đợi cho nó tới đủ rồi mình review một lần cho các bạn luôn. Chứ mà review đặt đập hộp mà lắc nhắc thì thấy nó mất công sao. Ok, đầu tiên đập vô mặt mình. Đây là cái Mood Beauty Blender. Ủa cái này gì vậy? Mình có đặt cái này không hả ta? Mình có nguyên cái bóp gì trong đây vậy? Mình mở này ra trước. Mình mua cái này là theo kiểu tách set ở trên Shopee á. Tách set ra thì đó là một cái mousse này, xà bông để mà rửa mousse. Đây là ba cái món cũng được tách set luôn. Thứ nhất là đây là cái bắt sáng của Highlight Beam Benefit. À, cái thứ hai là của Cover FX. Và cái thứ ba là của Fenty Beauty. Nhỏ nhỏ đúng xinh luôn mấy bạn. Đây là cái dòng mini của nó ha. Và thật sự là mình rất là muốn tìm hiểu với mấy cái loại highlight, vì kiểu như là mình muốn thử xem là cái loại nào mình sẽ hợp nhất á. Cho nên là mình mua những cái mini này để mà về test thử. Theo cái mà anh Thư thấy người ta swatch thử á, thì cái Cover FX này swatch rất là sáng, rất là long lanh, long lánh, lồng lộn. Và cái này thì đây là cái bronzer của Hoola. Và đây là cái màu khối của Hoola đây. So với da của người châu Á lên sẽ rất là tự nhiên. Ok, và một cái mini cuối cùng nữa đó chính là một cái phấn bronzer mini của NARS. Đây là màu bronzer tên là Laguna. Và anh Thư sẽ mở ra cho mấy bạn xem ha. Trời, rất là dễ thương. Mấy cái mini dễ thương lắm. Và nếu như mà mình đi du lịch đó thì những cái này nó sẽ tiết kiệm diện tích trong cái bóp đi du lịch của các bạn. Đây là các bạn xem cái màu của nó nè. Anh Thư chưa có mở cái màn kính ra nhưng mà các bạn có thể thấy cái màu ha. Anh Thư sẽ so sánh nó với cái màu bronzer của Hoola. Thì có vẻ như là màu của NARS sẽ tối hơn màu của Hoola một tẹo. Nhưng mà nếu mà áp lên mặt của mình thì nó vẫn rất là tự nhiên. Theo anh Thư thì nếu như bạn mà da trắng thì bạn nên xài cái của NARS thì nó sẽ nổi bật cái khối hơn. Bạn nào mà thích kiểu Hàn Quốc tự nhiên thì có thể xài của Hoola. Sáng. À, mình lấy tách set của cái Beauty Blender này có cái cục mút vàng với cái xà bông thôi mà bạn đã cho mình luôn cả nguyên một cái hộp nguyên set luôn. Nó làm đẹp quá thôi các bạn. Và cái tiếp theo là mình xem tự nhiên có cái bóp này mình cũng không hiểu luôn á. Mình nhớ là mình đâu có đặt cái bóp này đâu ta.
Mình thề luôn, mình không có đặt luôn. Tự nhiên có cái bóp không nghĩa mấy bạn. Nên là mấy bạn này bán tặng cho mình cũng không biết nữa. Để coi nó có liên quan với nhau không nha. Nó không liên quan luôn, không có để hiệu gì luôn á. Rồi cái này là một cái đồ bấm mi rất là lồng lộn, bling bling. Đó các bạn nhìn nè. Đây là cái bấm mi của Tạc. Nhìn là yêu rồi các bạn ơi, các bạn nhìn đi. Cái bấm mi của nó ở ngay cái tay cầm nó được đính hộp rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn các bạn ơi. Trời ơi, bấm mi thôi mà nhìn cũng sang chảnh luôn các bạn nhìn nè. Đẹp. Còn chất lượng bấm thì không biết có công hay không, phải thử mới biết được. Sẽ thử trong những video sau nha. Còn tặng cho mình thêm một cái mascara. Đây là mascara của Tạc và mini. Thấy không? Thực sự luôn, anh Thư xài mấy cái mascara của nước ngoài anh Thư không có xài được, từ vì anh Thư thấy nó không có giúp cho lông mi của anh Thư cong á. Không biết cái Tạc này sẽ như thế nào. Vậy như là nếu như mà những cái mascara mà xịn á thì người ta sẽ có cái dưỡng mi nhiều, thì nó chỉ lấp cho bạn dài mi thôi chứ nó không có cong. Còn người Việt Nam mình thì đa số lông mi thẳng. Như lông mi của mình, lông mi nó dài mà nó thẳng này nè, thì nó cần phải có một cái loại mascara mà kiểu cứng á, để mà kéo lên và giữ cái nếp luôn. Thì đó giờ mấy mà xài mấy cái loại hàng hiệu không có cái nào được hết, chỉ xài một mẫu Maybelline thôi. Đây là cái đầu chải mi của Tạc ha. Rậm rồi. Và kiểu nó thiết kế giống như là nó được lõm ở giữa và hai bên nó dung nó đầy lên á. Nó ôm hết cả cái con mắt của mình luôn. Còn tặng thêm cho mình một cái đệm nữa nè các bạn. Cái này là cái đệm để vô cái đồ bấm lông mi. Đó, có gì mình sẽ thay vào đây nếu như mà cái của mình đã xài cũ rồi. Vẫn chưa hiểu cái bóp này đâu ra. Ủa, là hết rồi. Ủa vậy thôi đó mấy bạn. Vậy thôi đó. Hết rồi đó. Ủa sao mình thấy gì mà trống vắng như vậy, để mình kiểm tra cái bill lại coi xong mà nó như đây vậy. Anh Thư mới kiểm tra cái bill trên Shopee của anh Thư lại thì anh Thư có mua một cái cây son nữa. Một cái cây son của Fenty Beauty màu Spring. Nhưng mà lại không thấy cái cây son đó ở đây. Ủa nó đây nè, trời. Sếp nữa là bắt lầm shop rồi, trời. Mình cứ tưởng là người ta không có giao son Fenty cho mình mà người ta đưa cho mình cái túi này không luôn á. Vậy là cái túi này coi như người ta tặng thêm cho mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, yêu shop này quá vậy. Đây các bạn, đây là cây son Fenty Beauty mình mua ở cái shop này và nó là màu Spring. Mở từ từ chứ không nó bị hư. Cái màu hồng này cực ngọt luôn các bạn ơi. Nếu mình không lầm nó là màu hồng đất. Ok, mình sẽ swatch ra tay thử cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn, đây là cái màu hồng đất của nó ha. Trời ơi, hôm nay hai cái cây son mà mình mua màu nào mình cũng thấy thích hết. Nè, các bạn nhìn nè, một màu hồng đất và một màu bí ngô. Trời ơi, nó xinh quá đi, nó xinh quá đi. Vậy là hôm nay mình đã mở hộp xong rồi và mình rất là vui khi mà mình còn được cái shop thứ hai tặng cho mình một cái túi. Cái túi này là của Ulta Beauty luôn chứ không phải bình thường đâu nha. Rất là đẹp và rất là chắc chắn và mình nghĩ là mình có thể bỏ được hết tất cả những cái món nãy giờ mình mở hộp vào đây luôn. Đó, rất là gọn. Xong tất cả nãy giờ mình đập hộp nó đã nằm gọn ở trong đây hết các bạn. Mình cảm ơn shop rất là nhiều nếu như shop có xem video này. Ok, vậy là video đập hộp của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu như tất cả các bạn thích video này thì cũng đừng quên để cho mình lại một cái like, share và subscribe để mà ủng hộ mình ra thêm nhiều video clip mới. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video đập hộp sau. Something love you.